Ok cha sang qua rù mi tê pha cha su can gia nê su tha chi quê a tàn đi tê tỳ kheo có trí có cần tri túc tự chế luật căn bảo toàn thu thúc giới bổn nghiêm trang vật dùng chánh mạng bằng vàng kết giao tấn ích lợi lạc xiết bao khiêm nhu thanh tịnh phiền lao nào còn. Phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Và con kính mời cô tuệ duyên tiếp theo ạ. Con kính cô ạ. Dạ, xin thú tình thay. Cảm ơn Ái Minh. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý tu nữ và thân chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, tự nhiên xin kể câu pháp cú số 375. Dạ, cảm ơn. Ta ca ma di pa qua ti y ta ban nha sa vịt khu nô In ri ya vô ti san tu ti ba ti mok ke cha sang qua ro mit te pa cha su kan ya ne su ta chi quê a tan di te ta tra gia ma di pa qua ti y ta ban nha sa vịt khu nô in di gia gu ti san tu ti ba ti mok khe chan qua ro mít tê pha cha su căn gia nê su tha chi quê a tàn đi tê. Đây tỳ kheo có trí tu tập phát căn bản hộ căn biết vừa đủ gìn giữ căn bản giới thường gần gũi bạn lành sống thanh tịnh, thanh tinh cần thường Thích Minh Châu. Tỳ kheo có trí có cần, tri túc tự chế lục căn bảo toàn, thu túc giới bổn nghiêm trang, vật dùng chánh mạng bạn vàng kết giao, tấn ích lợi lạc xiết bao, khiêm nhu thanh tịnh, phiền lao não còn, phiền nao nào còn. Dạ, phổ thơ này của hòa thượng Giới Đức. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Ngọc Quỳnh. Dạ, mời chị. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tâm đức vừa quan năm vào đạo tràng. Ngọc Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ông bài câu pháp quốc kinh số 375. Dạ, cảm ơn sức hành đông, cảm ơn chị Quang Nguyệt cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Vinh Quá Thanh á. Tát trà gia mà đi pháp quá tí y thạ bàn nhá sá bích khu nô in đi gia gốt tí sàm tu thị bà tí mọc khề cha sàng quá rộ mịt tê phát chát sức cành già nề suốt tha chỉ về a tành đi tề. Đây là tỳ kheo có trí tu tập pháp căn bản hậu căn biết vừa đủ gìn giữ căn bản giới thường gần gũi bạn lành sống thanh tịnh tinh cần. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tâm Như, cô tu nữ Tị Duyên, cô Ái Minh, Cẩm Vân, Xích Tâm Phương, Xích Cần Đào, Xích Rạng Đông mà đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, đáng lẽ gì hôm nay là Nhật Quỳnh sẽ mời cô Tâm Như lên tụng kinh Thỉnh Pháp Sư, nhưng mà đã đến giờ rồi.
nên nhục bình chỉ định cho ra tụng kinh văn tắc. Nếu mà sang mít qua sang mít lại thì không là nó thiếu giờ, nên cô Tâm Như hoan hỷ cho Nhật Bình nha. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình đắm tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy từ vựng. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bo da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bo da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bo da ha sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được ném hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tâm giới thừa ân khổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi quan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng câu pháp của kinh số 376. Và giờ này con cũng chưa thấy thượng tọa Tệ Quyền online. Và nếu mà một chút mà sư không có thấy thượng tọa Tệ Quyền vào, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư giảng duyên sự và ý nghĩa luôn ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng hóa. Và con kính nhân minh đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sàng Thầy. Dạ, kính bạch chư tăng và kính bạch toàn thể quý vị có mặt trong diễn đàn thì đã cho biết được âm thanh rõ. Ngày hôm nay lớp học diễn đàn Pháp Cú Kinh, chúng ta học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 376. Dạ, trước khi vào bài học, Tịnh Đạt cũng xin được đảnh lễ tâm bảo một cánh tóm tắt. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivadhemi svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sangkhaṃ namāmi. Và một lần nữa chúng con xin đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Và con đảnh lễ thượng tọa Tệ Quyền mới vừa quang lâm vào trong đạo tràng. Trước khi đi vào bài học của ngày hôm nay, câu kệ ngôn Pháp Cú số 376, chúng ta sẽ học về ngữ của câu kệ ngôn 376 này. Câu kệ ngôn số 376 có nội dung như sau. Quý vị nhé, quan hệ cho thí sinh 376.
ở trong cái quyển sách thì lại không có ghi đúng cái câu 376 nên là cái câu khác. Dạ. Dạ rồi. À, câu kệ ngôn số 376. Batisantharavut yasa acara kusalo siya tato pamocha pahulo dukha santang karisati. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan, do vậy hưởng vui nhiều dứt mọi khổ đau. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bản dịch văn xuôi: nên có hành vi rộng rãi, nên khéo léo trong hành động, do đó có nhiều hân hoan, vị ấy sẽ làm dứt khổ đau. Dạ. Quý vị còn nghe? Dạ. Bản dịch văn xuôi của Ngài Indachana Chánh Thân. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vần của câu kệ ngôn cú 376. Câu thứ nhất đó là Patisantharavut yasa. Patisantharavut yasa. Cái từ ghép này được hình thành bởi nhiều từ tiếp vị ngữ pati, patisantharavutti và một cái từ là yasa, asa. Patisantharavutti cộng với lại asa. Patisantharavutti có nghĩa là một cách hành vi rộng rãi. Hành vi rộng rãi, patisantara rộng rãi, patisantara rộng rãi hào phóng. Và từ vút tí nó có nghĩa là hành vi. Khi kết hợp với một từ gọi là asa, asa ở đây là xuất phát từ căn của động từ asa, asati. Ở trong tiếng Anh dùng là động từ to be. Thì cái nghĩa của cái từ này là nên, là hay là trở thành. Dạ, patisantharavutti cộng với lại từ asa. Asa là nên là hay là nên trở thành. Câu thứ hai mà chúng ta sẽ học đó là acara kusalo siya. Achara kusalo là từ ghép của từ achara cộng với từ kusala. Achara cộng kusala. Từ achara này có cái gốc đó là từ charati cộng với lại cái tiếp đầu ngữ a. Charati nó là cái hành động hay là cái việc thực hành. Achara có nghĩa là hành động. Còn cái từ kusala, kusala chúng ta hay thường nghe nói đến khi mà học các cái bài học bên ví dụ pháp, thì đó là thiện. Kusala, okusala là thiện, bất thiện. Nhưng cái từ kusala ở đây cũng được hiểu đó là khéo léo hay là tốt đẹp. Khéo léo, tốt đẹp. Thiện tức là những cái pháp khéo léo, những cái pháp tốt đẹp. Dạ. Achara kusalo, kusala là người khéo léo trong hành động. Siya, siya thưa quý vị, nó cũng có một cái cùng với cái ngữ căn của cái động từ asa mà chúng ta vừa học. Nó cũng có nghĩa là nên, là nên trở thành.
nên là nên trở thành. Câu thứ ba, tato pa moksha bahulo. Tato là một trạng từ, có nghĩa là do đó. Do đó. Ba moksha bahulo, ba moksha thì chúng ta cũng đã từng học ở trong nhóm câu pháp cú này. Ba moksha là cái niềm hân hoan hay là niềm vui. Niềm hân hoan hay là niềm vui, ba moksha. Cộng với từ bahula, bahula là tính từ chỉ về số nhiều. Như vậy cái từ ghép ba moksha bahulo là nhiều niềm vui hay là nhiều hân hoan. Câu kệ cuối cùng đó là dukkhasantankarissati. Dukkhasantankarissati. Dukkhasantang là từ ghép của từ dukkhasa cộng với cái từ antang. Dukkhasa antang. Bởi vì khi mà luật sanh thí gặp chỗ này thì dukkhasa kết thúc bằng một nguyên âm á. Một cái âm đoạn âm á. Và an tăng và bắt đầu một cái đoạn âm là nguyên âm, thì sẽ bỏ một bớt một nguyên âm đi, nó sẽ trở thành đúc khát san tăng. Nhưng khi chúng ta tách ra đó là đúc khát sát cộng với lại an tăng. Đúc khát sát là danh từ nam tánh, được chia ở sở thuộc cách, có nghĩa là khổ đau. Ở sở thuộc cách thì chúng ta thêm vào của khổ đau. Từ an tăng, an tăng có nghĩa là điểm dứt, điểm chấm dứt. An tăng điểm chấm dứt, như vậy là đúc khát san tăng. Đúc khát san tăng là chấm dứt khổ đau. Karisati là động từ gốc là karati, được chia ở cái thì tương lai cộng isati, cho nên chúng ta có động từ tương lai karisati có nghĩa là sẽ làm, hay là với cái nghĩa của trong bài kệ này đó là sẽ chấm dứt, sẽ làm cho chấm dứt. Và như vậy là chúng ta đã sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 376. Bhati santhara vutasyasa achara kusalo siya tato pamaucha pahulo dukha santankarisatsi. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau. Hoặc là bản dịch của Ngài Giới Đức, khi giao tiếp lúc vào ra, khiêm hư thuần hậu nết na tiếng lời, hỷ an niệm niệm chẳng dời, tâm hồn không bận một đời vô ưu, tiếp giao thân thiện mọi người, đoan trang nho nhã ý lời thanh cao. Nam mô Bụt-tha-ya. Và giờ đây chúng con xin thay mặt đại chúng xin cung thỉnh thượng tọa Tệ Quyền để giảng giải ý nghĩa, duyên sự và ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này cho bài học ngày hôm nay ở diễn đàn pháp cú kinh. Một lần nữa chúng con thành kính cung tỉnh thượng tọa Nam mô Bụt Thầy Giác. Nhà con xin chúc. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác, và thưa đức chúng được nghe rõ và cảm ơn vị. Chúng con thành cái tâm đảnh lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến thượng tọa minh hạnh, đến tịnh đạt cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện, thân chào đến những tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Abhiwa De Miswa Kato Phakkhavata Thammo Thammang Namma Sami Supatipanno Phakkhavato Sāvaka Sangho Sankhang Namami.
Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương Ân Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến Sư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy Giải và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học với câu Phật cú cuối cùng của một đoạn chính bài, của một duyên sự chính bài 376. Dạy rằng là giao tiếp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau. Duyên sự chỉ nhắc lại quý ngài Ma Ca Cha Chánh Á đi đến một cái xứ nọ, và Số Ná tức là một công tử được nghe pháp của ngài và phát tâm xuất gia với nhiều lần để xin ngài cho phép được xuất gia, nhưng ngài không chấp nhận. Và cuối cùng thì lần thứ ba xin phép thì ngài Ma Ca Cha Chánh Á cho gia nhập vào tăng đoàn. Thì ngài Số Ná sau khi gia nhập tăng đoàn thì cố gắng tu tập, và một lần thì xin về để diện kiến đến Đức Phật tại Kỳ Viên. Thì khi về thì Đức Phật ngài vì ấy ở suốt đêm ở ngoài tỉnh thất của chính của Phật. Sau đó thì Đức Phật vào hừng sáng thì Đức Phật vào. Thì khi mà cho vào đó thì Số Ná này đảnh lễ Đức Phật, diễn kiến ngài, đảnh lễ ngài và trình bày những lời dạy của ngài Ma Ca Cha Na, tức là thầy của mình đã truyền trao. Thì sau đó Đức Phật ngài kêu ngài gặp bảo Ma Ca Cha Na đọc cho ngài kinh 16 đoạn, và sau đó Phật ngài sa thú, ngài quan hỷ, ngài tán thán thì chư thiên ở các cõi tức là vui mừng từ cõi tứ đại thiên vương cho tới tận cõi phạm thiên mới sa thú lành thay. Thì có một vị thiên thần ở nhà của Số Ná thì cũng sa thú vui mừng. Thì mẹ của Số Ná nghe cái tiếng thì mới hỏi ai vậy, nói cái gì. Thì vị thiên thần này nói không phải tôi nói cho bà, tôi chúc mừng cho bà, mà tôi chúc mừng cho con bà. Con bà đã được vào tận tịnh thất của Phật, và sau đó được và đọc kinh văn cho Phật nghe, và Phật sa thú làm cái điều này cho các cõi chư thiên hoan hỷ. Thì lúc đó là mẹ của ngài mới nghĩ rằng nếu như mà ngài đọc cho Đức Phật nghe được thì bà ta cũng sẽ xin Số Ná con của bà đọc cho bà nghe. Thì sau khi mà Số Ná bắt đầu khi đỉnh lễ và quay trở về thì một lần mới đi khất thực, đi ngang nhà thì bà mới hỏi có phải là duyên sự là như thế. Thì ngài Số Ná mới được nói chấp nhận đúng vậy. Thì bà mẹ mới hỏi mới bạch tỉnh rằng vậy thì mai mốt Số Ná hãy đọc cho mẹ nghe, lại đọc lại cho mẹ nghe kinh văn của Đức Phật. Thì Số Ná hứa rồi sẽ đọc cho mẹ nghe, và thấy là cử hành một cái cuộc lễ rất là lớn, để cử hành một cái pháp đàn rất là lớn. Và sau đó ngày để tỉnh ngày Số Ná tới để mà thuyết pháp. Thì trong thời gian mà chuẩn bị và sau khi đó, trong khi nghe pháp thì có một nhóm ở đây thì trong kinh văn nó 900 người tướng cướp bọn cướp á, nó mới chia ra, nó mới biết bà chuẩn bị nghe pháp, và như vậy thì không quan tâm đến các cái hầm châu báu của bà. Thì thấy là nó mới lập mưu tính kế, bắt đầu cho người bắt đầu đào khoét và từng đi từng hầm vàng bạc và đồng. Thì người hầu về liên tục báo cho bà, cuối cùng thì bà mới hét lên, bà la lên và nói không có được phép, cứ cho chúng lấy hết. Thì để ý là vậy cũng không sao, bây giờ ta đang nghe pháp đừng có làm phiền nó nữa. Thì có một cái ở trong cái bọn cướp đó cứ mới giao cho cái đầu đảng cướp á, mới đi theo dõi bà gần kề. Thì nếu như mà bà mà có phản ứng mà bà quay trở về thì nó giết bà ngay. Thì khi nó nghe bà không quan tâm đến cái vật chất mà bà chỉ thành tâm để thính pháp, thì chính cái đó nó cũng xúc cảm và làm cho nó thay đổi cái tâm mực trộm cướp. Và thế là nó mới đi về và nó xin lỗi bà ta.
mẹ của ngài Suna, thì sau đó thì nó mới bảo những người tên cướp trả lại hết những cái vàng bạc, và nó nói lại cái tâm thành của mẹ ngài Suna như thế đó, làm cho nó kinh cảm, và nó nghĩ rằng không thể nào mà lấy được này sẽ rất là tội lỗi, sẽ rất là nguy hiểm. Và sau đó thì do cái duyên nó phát triển, và tên cướp này muốn đi tu, và các đồng bọn cũng cùng muốn đi tu. Có thể là ngài Suna cho xuất gia vào tiếp nhận vào tăng đoàn, thì lúc đó đã Đức Phật đọc chính câu kệ. Ngài đi đến thì ngài thấy cái điềm quan hỷ như vậy, thì ngài mới đọc chính câu kệ, và hôm nay là câu kệ thứ 379, câu kệ cuối cùng cho duyên sự, mà chúng ta gọi là duyên sự, đó là duyên sự của, tức là đề cập Vị Tỳ Kheo Sona Kuttikana, và cái đảng cướp có chín nhóm, 999 người cùng đi tu là như thế. Thì kính thưa quý vị, như cái từ được thích nghĩa, chúng ta thấy cái từ thích nghĩa rồi, cái mà được gọi là Patisantharavutti, Patisantharavutti Thattayasa, đây là một cái từ hợp âm rất là đẹp, duy nhớ chỗ này nè. Thattayasa, mà chúng ta đọc xong mà giấu cái âm tờ, Patisantharavutthayasa, Acharakusalosya. Ở đây câu thứ nhất dạy rằng nên có hành vi rộng rãi, nên khéo léo trong hành động, nên có hành vi rộng rãi và nên khéo léo trong hành động. Thì từ cái chữ Patisantara, tức là ở đây nó còn có nghĩa là thân thiện, là có nghĩa là hào phóng, hay là chúng ta có một cái hồn rộng mở, nó bao la, nó vị tha đến tất cả. Chúng ta có một tâm hồn bao la rộng khắp, nhưng chúng ta phải khéo léo. Đây là cái chỗ này rất là đặc biệt. Cái từ mà Acharyasa, Acharakusalo, tức là khéo léo trong cái hành động, thì ở đây là cái điều mà chúng ta nên hiểu. Có cái tâm vị tha, người có tâm vị tha thì cái tâm đó rất là tốt, cái tâm đó là, mà có thể nói rằng không phải mà người bình thường, người có một cái tiểu tâm, người có một cái tinh thần nhỏ nhen, chi chít mà chúng ta thực hiện được. Quả thật trong cuộc đời này, chúng ta cái lòng tốt đó, nó rất là ít. Mà cái con người đó có một cái tâm chấp thủ, câu thúc và tự cho mình là hay, tự cho mình là giỏi, tự cho mình là thế này thế kia, thì cái điều đó nó rất là nhiều. Và chính vì vậy cho nên khi chúng ta nghe được, khi chúng ta biết được, khi chúng ta thấy được, và cái tấm lòng này khi chúng ta trong giao tiếp, thì chúng ta biết rằng có những người có cái tâm hào sẵn, hào tâm rất là tốt, nhưng có những người phải nói rằng rất là ti tiện, chi chít mà chúng ta không thể ngờ được tại sao họ lại có một cái tâm nó rất là nhỏ nhen như thế. Kính thưa quý vị, khi chúng ta hiểu học được Phật pháp, thì chúng ta nghĩ rằng tâm của chúng sinh nó đa dạng, tâm của chúng sinh nó lắm chuyện, chứ không phải là chỉ có một điều mà chúng ta sẽ được lúc nào cũng thấy rằng họ tốt, lúc nào cũng thấy họ hay đâu. Thường thường người có cái tâm vị tha đó thì nó cũng có cái hai mặt.
một mặt bất lợi cho mình. Dạ. Bất lợi cho mình, nhưng nó cũng là một điểm tựa, là một điều tốt cho những người, cho người khác. Tức là hay là chúng ta lòng tốt bị lợi dụng. Lòng tốt bị lợi dụng. Thì cái này ghê lắm quý vị. Phải nói rằng là chúng sinh đó, mà nếu mà chúng ta thấy có cái lòng tốt mà chúng ta bị người ta giày xé, hay bị người ta có một cái sự lăng phỉnh, người ta chà đạp trên một cái lòng tốt của chính mình, thì nó khiếp lắm quý vị. Nó không phải như chúng ta, những chuyện bình thường mà chúng ta cho chúng ta đơn giản mà chúng ta suy nghĩ được đâu. Khi cái tấm lòng tốt của mình đó, mà nó mất đi thì nó tiếc lắm. Bởi vì sao vậy? Hay là chúng ta nói người ngay hay bị mắc nạn, không phải bị mắc nạn, chẳng qua mình tốt với người, người lợi dụng thôi. Thì lợi dụng á, họ muốn chiếm đoạt, thì lẽ ra nếu như họ biết một chút xíu thì họ vừa chừng thôi. Nhưng lòng con người nó lòng tham, và lòng con người nó luôn luôn có những cái ác xấu. Và thế là như thế thì quý vị biết là chúng ta nhiều điều nó rất là nguy hiểm. Lòng tốt bị lợi dụng này, tại sao bị lợi dụng? Bởi vì người có tấm lòng vị tha, người có tấm lòng thả thải, hay người có tấm lòng Bồ Tát là như vậy. Dạ. Nhưng điều mà người đó cũng không mất đâu. Người ngay hay mắc nạn không phải như vậy. Thế nào là ngay? Cái ngay mà đúng đắn thì, chứ không cái ngay mà kiểu như làm rất là ít mà chúng ta lại nói là nhiều, hay là cái ngay vậy thôi chứ không có là cái gì cả. Thì cái tu viện nó rất là làm cho chúng ta phải có cái sự phân kỳ phân ly. Nhưng trên tinh thần tu tập đó, chúng ta không phải bị một cái ảnh hưởng một cách lớn lao như vậy. Chuyện gì tới nó đã tới. Chúng ta đừng có quá là tự tin, quá là làm việc gì để khéo léo cái vị tha đó làm việc gì mà có lợi cho mình, có lợi cho người thì mới làm. Còn làm cái việc gì mà lợi cho người mà hại cho mình, cái điều này lợi cho người mà hại cho mình là chúng ta không làm. Mà làm việc gì mà hại người lợi mình lại không làm, lợi người mà hại mình cũng không làm. Đức Phật định dạy lợi cho cả hai thì mới làm. Tất nhiên là còn làm những cái việc mà hại người hại mình thì điều đó là chắc chắn là rất là tệ hại rồi. Thì kính thưa quý vị, ở đây mà khi chúng ta nghe được cái câu tức là giao thiệp khéo thân thiện, thì chúng ta phải chọn lựa cái chữ khéo thân thiện đây, hay là hành động cử chỉ chúng ta phải khéo thân thiện, chứ không phải chúng ta tự động mà chúng ta làm là làm. Như hồi nãy tôi, người có cái hành vi bao la, chúng ta được phép có nhiều bạn, nhưng chúng ta nên thân cận nhiều cái bạn lành. Thì cái khéo thân thiện này nó chứa đựng cho chúng ta là cái gì? Chúng ta phải biết chọn lựa. Cái chỗ này nó lớn lắm quý vị, không phải nhỏ đâu. Chúng ta phải khéo thân thiện. Bây giờ thì bây giờ mình giao thiệp với mọi người, rồi mình thân thiện với mọi người. Cái từ khéo thân thiện ở chỗ này nó là một cái, nó là một cái hành động tốt, nó là một hành động, nó là một cái tâm vô lượng, cái tâm đấu đại đó. Thì dĩ nhiên mình không có đạt đến cái tâm đấu đại nó viên mãn đâu, nhưng điều mình cũng có tâm vị tha, nó rộng, nó lớn, thì là một điều tốt. Mà không phải tất cả chúng ta dễ dàng. Có nhiều khi đó, trong cái gì, trong cái sự san sẻ cho người, trong cái việc mà chúng ta xử lý tốt với người, hay san sẻ với người những niềm đau, nỗi khổ, những cái khó khăn, vân vân, thì cái đó, ở trong cuộc đời này, thật sanh thì ít mà lý thông thì nhiều mà. Chúng ta quá biết. Những cái người mà có cái tánh trượng phu, quân tử, hay không cần, có một ở cấp độ bình thường thì cũng là khó tìm rồi.
chứ đừng nói chi mà tìm một quân tử, một đấng coi như là hào khí mà như như nhất nhất đúng sai rõ ràng không sợ, khó lắm, rất khó. Thì cũng vậy, cái sự khéo thân thiện, điều đó chúng ta phải tìm một cái người đặc biệt hơn. Còn nếu như không thì ta không nên, bởi vì trong câu kinh Đức Phật á, nếu như mà mình không, nếu không được bạn hiền, thà đi một mình, thà sống một mình, chứ không có kết bạn kết bè đối với cái người ngu, đối với người xấu. Còn nếu như mà chúng ta kết bạn kết bè với người xấu rồi, thì trước sau thì chúng ta cũng xấu. Nói đến đây thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị Phật tử cũng sẽ hiểu được cái điều đó. Và kính thưa quý vị, nó còn một thêm một nữa. Người ta tốt ngày hôm nay, người ta tốt ngày hôm nay chưa chắc người ta tốt ngày mai. Người ta đúng ngày hôm nay chưa chắc người ta đúng mãi. Và cũng dường như thế, thì người ta đã sai ngày hôm qua, chưa chắc ngày hôm nay người ta sai. Người ta không đúng ngày hôm qua, nhưng ngày hôm nay người ta đúng. Không thể trong họ bắt hình dung đâu. Mà ở đây cái chữ khéo, cái chữ khéo, khéo thân thiện, tức là khéo có sự cư xử, nó đặc biệt lắm. Tại vì chúng tôi nói một cách quá nhiều, quá rộng là đúng vậy. Đó. Cho nên nhiều khi sống trong cuộc đời, tại sao mà người ta luôn luôn người ta thất vọng? Bởi vì người ta hy vọng, hay bởi người ta đặt nhiều cái niềm tin. Hãy còn phàm phu thì đừng đặt nhiều niềm tin. Tức là mình phải chừa cho mình một cái gì? Một cái lối thoát. Tôi chừa cho mình một cái hy vọng. Một cái niềm tin, cái hy vọng đó là cái gì, để làm gì? Để chúng ta tiến bước, chứ phải để chúng ta sống thì không nên có sự nghi ngờ. Không nên có một cái sự câu thúc với người bạn của mình, hay với những người bạn của mình. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng, bởi vì tất cả đều là đi theo một cái nghiệp riêng của mình, tất cả chiều theo một cái nghiệp riêng của mình. Nhưng nếu như là những điều tốt thì chúng ta phải biết trân quý, bởi vì cuộc đời, cơ hội và điều kiện tốt nó khó tìm, và khi nó đã đến rồi mà chúng ta không biết trân quý, mà chúng ta không biết chịu đựng, mà chúng ta không biết kham nhẫn, mà chúng ta không biết vượt qua, thì chắc chắn rằng nó khó đến. Chúng ta không có chờ đón cơ hội mà biết trân quý những gì mà chúng ta đã đang có ngay trong lúc này. Đây là một điều mà chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ, cần phải có một sự hiểu biết một cách rõ ràng. Cái nghĩa thứ hai mà chúng ta thấy, nên khéo léo trong hành động. Một mặt là chúng ta đối với người, đối với thai nhân, nhưng đối với tự thân là một chuyện cần phải có một cái nội quán, nội tâm, tỉnh thức đối với chính mình. Tức là tự chúng ta biết nuôi dưỡng bằng hành động, bằng lời nói, bằng hành động thiện, bằng lời nói thiện, bằng ý suy nghĩ thiện. Thì như thế thì tâm của ta mới được tốt đẹp, tâm của ta mới được thăng hoa. Một ngày quả thật chúng ta sống và chúng ta đơn độc sống, và chúng ta không có một cái tư duy, không có một sự suy nghĩ tốt, luôn luôn đa nghi, luôn luôn có cái sự nghĩ xấu về người, luôn luôn có một cái tâm hồn cho rằng, nghĩ rằng cũng như si bụng ta ra bụng người, si bụng ta ra, hay là si bụng ta ra bụng người, cũng là như thế. Chúng ta cứ thấp thỏm, chúng ta cứ lo âu, và từ cái sự thấp thỏm, từ cái sự lo âu, rồi cuối cùng không nhận được cái chân an lạc. Ở đây tự mình cải thiện, tự mình làm tốt, không có một bà con quyến thuộc, không có một người nào, người cha, người mẹ, anh, người chị gì mà làm tốt cho mình,
là chính do mình tự làm tốt. Thì câu pháp cú kinh cũng đã dạy đó, không phải do bà con, không phải do quyến thuộc tạo cho mình tốt, mà chính do từ người ấy, hành động, lời nói, suy nghĩ của người ấy tốt thì nó sẽ tốt. Tức là do cái gì? Do cái sự khéo tu, do cái sự khéo điều phục, khéo dạy dỗ tâm của mình, khéo dạy dỗ tam nghiệp của mình. Chứ không ai có thể, không có thể nói. Có nhiều khi quý vị biết, có một điều kiện thật tốt cho người, nhưng người cũng biết trân quý, mà đi ngược lại, người ta trải thảm cho mình đi, mình không chịu. Mà mình muốn đi trên cái đường mà dằn sóc, thì mình cho rằng như vậy mình hay, cho nên để hoặc đi ngược lại cái điều tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, đây là một điều mà hết sức tệ hại, hết sức là bất lợi, hết sức là nguy hiểm. Nếu như chúng ta có một cái tu thì nó là một chuyện khác. Thì cũng vậy, cái mà khéo léo trong hành động của mình, tức là chúng ta biết nội tỉnh của chúng ta, không ai làm cho ta tốt mà chính ta. Bởi vậy mình phải suy nghĩ rằng, chẳng hạn như bây giờ hành động mình không dùng sức lực để áp chế hay là để hại người, mình cũng không nói lời nói ác nói xấu với người. Bởi vì mình nghĩ rằng mình mạnh hay là mình có nhiều thế lực vân vân để mình áp chế người ta thì cũng chẳng có hay ho gì. Và cũng vậy, mình đừng bây giờ nói xấu người ta, đừng nói người ta, đừng có nói ác với người ta. Bởi vì khi chúng ta nói xấu thì chúng ta cảm thấy nó thô thiển, nó không có hay. Và cái điều này ở đời ghê lắm đó quý vị. Người ta có thể nói trở, gọi là trở trở mặt một cách, hoặc là nói bằng cách, tức là chuyện không nói có nói không. Ghê lắm, ghê lắm. Chính chúng tôi đang có một cái tâm mình trở thành, mình xử tốt với người, cư xử tốt người, người lại có một cái sự suy nghĩ ác với mình, người ta bày mưu, người ta lập kế, rồi cuối cùng người ta đưa cho mình. Nhưng sự thật ra chắc người ta nghĩ rằng mình thê thảm, mình thê thôi, mình mất mát à. Nhưng sự thật ra mình bình tâm lại, không sợ. Người ta đổi như là bánh tráng, người ta đổi như bánh tráng, đúng vậy đó, cứ như trở qua trở lại, trở qua trở lại. Mô Phật trước mặt mà chữ thề sau lưng. Thì đúng như là nếu mà chúng ta không có cái tu, chúng ta rất giận. Chúng ta nghĩ rằng tại sao mà mình tốt với người ta, mình cư xử đẹp với người ta, mà tại sao người ta không hiểu. Thì cái này mình cũng nghĩ rằng cái đó nó cũng là cái nghịch duyên của mình đó. Người ta cũng nghĩ chưa hiểu về mình. Đó chính là chúng ta. Cái này chúng tôi nói thật chỗ bị nghe đó, khi chúng tôi nghe thì chúng tôi buồn, nhưng chúng tôi suy nghĩ mình không nên buồn như vậy. Thì vô tình hôm nay cũng là một câu giảng mà chúng tôi chia sẻ với vị. Và cũng vậy, hiện nay tôi đang làm được khéo khéo cho cái tâm mình nó tốt. Là ngay trong hiện tại này, thì mong rằng mình giữ được một cái tâm, cái hành vi này, kiểm soát được cái hành vi này, nhớ được hành vi này, dù cho người ta có nói gì nói. Chớ có dình dư luận đối với mình, người ta cho rằng mình xấu, tốt, đúng, sai như thế nào không thành vấn đề. Hãy tự nhìn về mình, mình đúng hay mình sai thì là tự mình. Có đôi khi, kính thưa quý vị, chúng ta không cần phải thanh minh, chúng ta không cần phải nói nhiều, rồi tự chân lý thì tự, sự thật thì không bao giờ thay đổi được. Cái giá trị xưa nay nó là như thế. Chúng ta luôn nhìn bằng một phím diện. Một phím diện đó là người này là người thân của tôi, người này là người anh, bà, ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cái, ngay cả sư thầy của tôi, sư thầy tôi thân, như thế này thân như thế kia. Tất cả quý vị đã đều một chấp kiến sai lầm hết trơn.
tức là cái gì? Cái hành vi của quý vị, trong cái hành vi của chúng ta không có kiểm soát, không khéo léo trong hành động của thân, của khẩu và của ý, một khéo léo. Hay là nói một cách, tức là chúng ta không có quân tập để cho hành động thiện, để cho lời nói thiện, để cho ý nghĩ thiện. Những người á, thì chúng ta quá sáng vô cùng, mà cái sáng ấy, chuyện mình thì nó quán, đó là chắc rồi. Mà chuyện cái sáng của mình là sáng cái gì? Sáng theo một cái chấp thủ của mình đó. Sáng theo cái chấp thủ của mình đó. Thế nên kính thưa quý vị, chúng ta hay bình thường, rồi cũng qua, nó không có chuyện gì hết. Bởi vì không cần người ta hiểu mình như thế nào cả, mà tự mình cảm thấy những chuyện gì đó, những lời nói và những hành động, những sự suy nghĩ đó mình cũng có. Rồi một ngày khi kịch diễn nó kết thúc thì người ta vẫn trở về với chính họ thôi. Chúng ta xem một bộ cái hài kịch của cuộc đời. Người diễn cuộc đời, chúng ta hãy xem cuộc đời, chứ chúng ta đừng là người diễn kịch của cuộc đời, thì chúng ta sẽ được an lạc. Còn nếu như chúng ta diễn kịch, mà chúng ta vừa xem, chúng ta vừa diễn kịch, thì có chừng sẽ rất là đau khổ. Thì cũng vậy, nếu như chúng ta vừa xem vừa diễn kịch, thì chúng ta sẽ không có khéo léo trong hành động của mình được, hay chúng ta không có thể kiểm soát. Mình xem cái màn kịch cuộc đời, cuối cùng là kết thúc. Cái diễn kịch đó kết thúc thì người diễn viên đó đi về với những gì bình nhật của chính họ, hàng ngày của chính họ, để lại cho ta nhiều u uất hay nhiều niềm vui. Đây là một vấn đề rất lớn. Thì khi chúng ta nhìn người ta diễn kịch, chúng ta biết đó là kịch. Rồi người ta buông xuống thì mình cũng biết buông xuống. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Nó là vậy đó. Dạ. Cái đó không phải là triết lý gì cả, mà thực tế trong cuộc đời là vậy đó. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, nhờ cái sự khéo léo này, kiểm soát được cái hành động tam nghiệp này, xuyên qua lời nói, hành động và sự suy nghĩ đó, nếu như nó được quân tập, nếu như nó được tu tập, nếu như mà nó được an lành, thì tâm hồn của chúng ta nó hân hoan. Và thật như vậy, khi mà tâm an trú, khi mà tâm không có bị dao động, thì thân sẽ được khinh an, thân tâm sẽ được nhẹ nhàng, khoan khoái, và không có bị biên kiến chấp thủ của bờ này bờ kia, không có chấp nhận, không có cái như là mình và người xen vào tâm của mình, tâm tốt không cần phải nêu tên, không cần phải động chức vụ, không cần phải động cái mình ở nhà đâu xuống cái đường gì, không cần gì cả. Mà tâm của chúng ta thiện tâm là nó kết quả thiện, tâm của chúng ta là ác thì kết quả ác. Thì nhờ cái sự kiểm soát, nhờ cái sự phân kỳ phân ly như vậy, đó là một sự tu tập rất lớn. Chúng ta đừng có trách người, đừng có trách người nhiều nữa. Chúng ta trách người nhiều là tự chúng ta tự hại mình. Là tại sao tự hại mình? Chúng ta trách, làm sao mà trách được? Mỗi chúng sinh có nghiệp riêng, cái nghiệp đã khác nhau, sở hành, sở tâm, sở tánh khác nhau, lời nói cũng khác nhau, sự suy nghĩ cũng khác nhau, cho nên hình tướng khác nhau là như thế. Không có thể tìm được một cái điểm đồng.
Cho nên ở đây nếu chúng ta có sự giao du, chúng ta biết quân tập, chúng ta biết nuôi dưỡng cái hành động và cái lời nói của chính mình, sự suy nghĩ của chính mình, thì chúng ta thật là tuyệt vời. Không cần chưa phải chứng thành thánh nhân thì chấm dứt mọi khổ đau, nhưng chúng ta cũng đã sống an vui. Nếu như chúng ta bị quá nhiều thì đó là một sự trải nghiệm. Bị người mang tới cho chúng ta thì đó chính là một sự trải nghiệm. Hay một sự trải nghiệm hay là một sự trải nghiệm đối diện với chính mình, quý vị nghe rõ, chính là một sự trải nghiệm, một sự trải nghiệm và một sự đón nhận nghiệp, thì tất cả nó qua. Đó chính là an lạc ngay trong hiện tại. Cuộc đời sống bao lâu mà hững hờ, cuộc đời có bao lâu mà chúng ta có cần thiết đi xa phải mang đồ nặng. Đây là một điều mà chúng ta cần phải hiểu để tâm hồn của chúng ta nó nhẹ nhàng. Hãy buông bỏ đi, đừng có giận, đừng có hận, đừng có nuối tiếc nhiều. Càng hận càng đau khổ, càng hận càng gặp, sớm gặp mà tâm chúng ta hân hoan, quả thật khó chứ không phải là chuyện dễ. Nhưng chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ hãy xem thế rồi nó cũng đi qua. Dạ, như thế quý vị. Dạ. Chứ còn nếu như chúng ta nếu như chúng ta có một cái sự nhờ cái hiểu biết được, cũng như chúng ta kết giao với bạn lành, nhờ cái bạn lành này cả hai vừa có sự tu tập, có một cái sự tiến bước nó tốt đẹp, và nhờ như vậy mà tạo nhiều cái phúc lành, phúc lạc, hoặc tạo được làm lợi lạc cho quần sanh, hay là chính mình đã tu tập được thành tựu chứng đạo, chứng bụng, chứng thiền, chứng đạo, chứng bảo, vân vân, thì cái điều đó nó rất là khó khăn. Nhưng ngay hiện kiếp này chúng ta làm sao sống như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ được an lành, chúng ta sẽ được y như ý của mình để chúng ta ra đi, không phải nuối tiếc. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa và thưa quý vị, xin có đôi điều trình bày và câu Phật cú số 376 kết thúc cho một câu chuyện mà gồm có 9 Phật cú. Nói như thế: mong rằng tất cả chúng ta được thành tựu, mong rằng tất cả chúng ta được y như ý của mình. Và hãy nhớ trong cuộc đời rồi cũng sẽ qua. Thì chúng ta sẽ được an vui. Kính chấm dứt thời gian thuyết ở đây, trước khi dứt lời, thỉnh nhân Phật Phương Lành Thành Đức Đại Đệ Tử Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thần chư thiên ở chùa Quảng Nghiêm, ở chùa Bù Đức, các vị chân linh ký linh, tất cả chúng sinh chùa Đức và chùa Quảng Nghiêm cũng xin tất cả an vui được tất sanh nơi nhà cảnh. Kính dâng Phật Phước này đến các bậc thầy tổ đã quá vãng, cũng như những thân bằng nguyện thuộc của chúng tôi, quý vị được an lành, được thành tựu tốt đẹp. Kính dâng Phật này đến cho sư trưởng cũng như là cuối cùng Phật tính, tất cả xin được yên vui nơi cảnh giới tái sanh của mình. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Ca Giá. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm yêu thấy huynh trưởng của Thanh Lạc không thấy cầm bích và cũng không thấy chiêu Nhật Quỳnh á. Không biết hai vị có chức máy không ạ? À? Xin trở lại máy để cầm bích nha. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời huynh trưởng. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân. Dạ, thỉnh sư Minh Hạnh chúc phúc sister. Dạ, cảm dân mới lợi máy, cảm dân không biết. Mình thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc chư huynh. Dạ,
Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa minh hành chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabba mangalam grahanto sabba devata sabba buddha na kha vena sada sati pavantu te. Bhagavato sabba mangalam grahanto sabba devata sabba dhamma na kha vena sada sati pavantu te. Bhagavato sabba mangalam grahanto sabba devata sabba sangha na kha vena sada sati pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tịnh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Huyền, Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ nê quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta tham ma da de na pa wam tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra băng đa lê thể ra cha mát cha na wa ca cha bít ca wo sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha it sa ra Sapana puta sukhita pawan tu te cha lam vu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta tha vu pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tip cha te sape pi duk khat sa kha rum tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mô tham ma tha ra cha put ya la sang kho ho tu sa mak wo wa a tha ya cha hi ta ya cha am he ra khan tu sak tham mo sap pe pi tham ma cha ri no ut thim sam pa hu ni ya ma tham ma ri ya ba we di te. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe Pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào rung học Pháp. Kính chào tạm biệt. Cảm dân xin xuống mic.